Các bạn đã có nhu cầu mua Apogee, Liên Minh, Liên Quân, Đột Kích giá rẻ qua vbgame.vn. Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì clip ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn một số kỹ năng cận chiến cơ bản cũng như sử dụng tâm trắng và kết hợp nhấp nhả scope bắn địch ở một khoảng cách gần để cho các bạn có một kỹ năng bắn tốt hơn và tỷ lệ thắng cận chiến cao hơn. Thì sau đây mình sẽ cho tất cả các bạn tham khảo một số kỹ năng mà mình vẫn hay áp dụng trong trận đấu. Thì ok, vừa rồi mình cũng đã cho tất cả các bạn tham khảo một vài kỹ năng cận chiến cơ bản mà mình vẫn hay áp dụng trong trận đấu. Thì các bạn muốn làm được điều đó thì trước tiên các bạn phải quen với cái thao tác ở trên chiếc điện thoại mà các bạn đang sử dụng và kết hợp một bộ tai nghe để các bạn có thể nghe tiếng chân và tiếng súng địch. Về phần luyện tập thì các bạn có thể vào phòng tập như mình đây và sử dụng tâm trắng kê vào cái bia. Đấy, và sự kết hợp con quay di chuyển sang trái hoặc sang phải. Đấy, như mình đang thực hiện đây. Khi các bạn quen rồi thì các bạn có thể sử dụng nhanh hơn một chút. Đấy. Về phần tâm trắng thì các bạn phải kê vào được người địch tầm 60 đến 70%. Đấy, như mình đang thực hiện. Khi các bạn quen rồi, các bạn có thể kết hợp nút bắn. Về phần cận chiến thứ hai, đó là bạn kết hợp. Chỉ khác đó là bạn thêm nhấp nhả nút ngồi. Mình sẽ thực hiện nhanh. Về phần thứ ba, đó là bạn có thể kết hợp nút nằm và nút ngồi. Về phần thứ tư, các bạn có thể áp dụng nút nhảy. Như mình đang thực hiện đây. Ok. Về phần nhấp nhả scope bắn được ở một khoảng cách gần. Ví dụ như bạn đang chạy bo mà vẫn chưa biết địch ở phía trước. Đấy. Lúc đó tâm của bạn vẫn chưa kê ở phía địch. Thì các bạn có thể nhấp nhả scope như mình đây. Đấy, các bạn nhấp nhả, các bạn đưa vào đây, các bạn bắn 1-2 viên, sau đó các bạn chạy. Các bạn lại kê tâm lại, các bạn bắn thì nó sẽ chuẩn hơn và lé đam của địch. Chứ các bạn đừng đứng yên. Đấy. Các bạn đừng đứng yên. Đứng yên là các bạn sẽ bị lấp ngay. Đây, mình sẽ làm nhanh luôn nhá. Đấy, đúng không? Mình sẽ kê tâm ở đây đúng không? Lúc mình đang chạy bo mình kê tâm. Địch thì địch ở góc này. Đấy, mình kê tâm tít ra đây cơ. Thì gặp địch cái mình bật scope 1-2 viên. Sau đó mình kê tâm lại nhá. Mình thu scope và mình kê tâm lại. Đây, mình sẽ làm lại này. Bắn 1-2 viên. Đấy. Khi các bạn kê tâm chuẩn rồi thì lúc đó các bạn cứ sấy thôi. Các bạn có thể kết hợp bắn 2-3 mục tiêu cùng một lúc cũng được.
Thì vừa rồi mình cũng đã cho tất cả các bạn tham khảo một vài kỹ năng cận chiến cơ bản cũng như mình đã phân tích. Thì sau đây mình sẽ tổng kết lại những kỹ năng cận chiến và nó giúp cho các bạn được những cái lợi ích gì. Mày đi học mày. Đi con đi sang đâu? Đấy là một đấy. Thì video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì cũng cảm ơn tất cả anh em trong thời gian vừa qua cũng đã like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cũng rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian tới để mình được bật kiếm tiền và ra thật là nhiều cái video hay hơn.